nha. Nãy giờ mấy đứa em mình nói câu chưa có rồi. Nhiều á, cá này nhiều quá trời luôn. Trời luôn, cái mùi ngủ dị hương đó nha. Nó ra quá trời ngon luôn. Cho anh một cái đũa cái theo. Nhà nha. À, bây giờ cậu cháu mình đang đi câu thêm một ít cá nữa. Nói chung là hôm nay thì cũng cuối tuần. À, mình muốn gửi tặng cho cả nhà một cái đoạn video rất dễ thương nha. Để coi thử hôm nay mình câu cá ở đảo nó như thế nào nha cả nhà. Đây mấy cậu cháu mình đã chuẩn bị mồi nè. Cái này khó bắt lắm, như ở nhà quan trọng là phải có mồi này thì mình mới câu được nhiều ký cá nha. Nãy giờ mấy đứa em mình mới câu chưa có rồi. Cười cái ơi. Cậu anh. Trời. Nó chưa có rửa mặt đó, cả nhà mới chạy xuống đây luôn. Quái đi chứ. Còn đây là đoàn khách du lịch nè. Đây họ ra họ chơi đó cả nhà. Sạn trước mặt cà sinh thì có luôn cái khách sạn nha. Mình không nói khách sạn gì, cả nhà tự biết nha. Đây là đảo của mình nè, xung quanh đây nè. Giờ mình sẽ coi thử coi hôm nay mình câu được bao nhiêu ký cá nha cả nhà. Anh em mình vừa mới được một con nha cả nhà. Vừa được một con rồi nè, cả nhà thấy không? Một con. Gán hôm nay chinh phục 10 ký. Bỏ cái này đi. Rồi, thả xuống. Mình vừa mới dính thêm một con cá nữa cả nhà. Đây. Đây là con cá trơn nha, đây cá mó, nó trơn lắm cả nhà ơi. Lò này trơn ghê lắm. Quá gì trơn à. Con đựng con cá mó nè. Đây là chiếc tàu thường hay chở khách du lịch qua bên những cái hòn đảo khác để khám phá nha cả nhà. Những hòn đảo khác rất có nhiều bãi cát đẹp và trắng mịn nữa cả nhà ơi. Đảo Nam Du mình thì có tới 21 cái hòn. Mình thì ở đây cũng khá lâu rồi thì mình chỉ khám phá được vài hòn thôi. Còn nếu cả nhà nào muốn thích những bầu không khí trong sạch đẹp với lại ở đảo Nam Du đó thì cả nhà nhớ ra tham quan và câu cá với lại tắm biển nha, lặn san hô nữa. Ô, đây là cái chỉ nha mọi người. Thằng em của mình vừa mới câu được con cá chỉ nè cả nhà. Cái chỉ này rất là đẹp luôn. Đâu coi coi, đưa sát vô. Rồi, rồi mở ra đi, không mở ra đi. Rất là trơn. Mạnh nha. Rồi kéo đó lên. Kéo như coi coi. Ở dưới đây mình câu nãy giờ biết bao nhiêu cá rồi cả nhà, đi kéo lên thử ha. Kéo lên. Nhiều cá luôn. Nhiều ha. Cá này nhiều quá trời luôn. Quá nhiều cá luôn rồi. Rồi bỏ vô không đi. Bỏ vô đi không rồi. Cá quá trời nhiều luôn.
Yeah, mình vừa mới mới câu được một con nè cả nhà ơi. Rất là cái gì lạ vậy? Cái gì cá sóc luôn. Cái này cái gì cả nhà, nhớ bình luận bên dưới cho mình nha. Quá ừ. Trời. Rất là đẹp luôn. Bỏ vô tôi ăn này. Cả nhà ơi, mình vừa mới câu dính con cá nha, con cá xương xanh nha. Đây, vừa mới câu dính con cá nè, xương xanh nè. Đây là loại nhỏ cả nhà. Loại này để kho keo hay gì đó cũng ngon lắm nè. Cũng vừa mới dính thêm một con á. À, nhà thấy không? Mình dính hai con. Quá dữ. Ôi cả nhà ơi, đây là thành quả của mình ngày hôm nay nha. Đổ ra coi, đổ cá ra nha. Đó, chạy cá luôn cả nhà. Ui cha, rất là nhiều cá. Đó, đây là cá rô rồi cả nhà ơi. Đó, cũng có cá là cá chỉ nè, cá chỉ vàng. Đây rất là nhiều cá. Hôm nay mình đón như là chắc cũng tầm 4 kg nha cả nhà, 4 kg. Có khi là 3 kg cũng có. Rất là nhiều cá luôn. Đây là thành quả của mình ngày hôm nay. Tuyệt vời. Ok. Ủa chân gà vàng hết hả? Còn như đây hả? Cái căng con. Cái này căng con nữa còn nửa ký. Mình lấy con như đây đi. 15. Miếng này nhiều vậy. Không. Nãy anh đang tính. Nó cần thử con này đi lát nữa coi. Rồi đây đã không nói rồi. À, chào cả nhà nha. À, cả nhà ơi. À, mấy nay mình vừa mới đi mua một ít chân gà với lại nửa ký cút với lại nửa ký cánh đó, để mà mình về mình làm cái món ăn, nói chung là mình sẽ hấp lên cho cả nhà cùng xem nha. Giờ mình đi làm mấy cái món này cho sạch sẽ mọi người. À, mình có mua thêm một cái cút. À, đây là cút rồi cả nhà. Đây là chân gà. Chân gà luôn. Gà, còn đây cánh. Wow, rất là ngon luôn. Cút. Giờ mình sẽ rửa cho sạch sẽ hết nha cả nhà. Bỏ vô hết đi. Bỏ chân vô đi chứ. Rồi bây giờ mình sẽ làm sạch sẽ hết nha cả nhà. À, mình sẽ cắt mấy cái món chân nha, rồi mình bỏ muối vô mình rửa cho sạch sẽ nha. Rồi, cái này mình sẽ đem đi hấp một lần luôn cả nhà. To luôn sao đâu. Này cút, mình tính là hấp bằng cái đùi gà nhưng mà thôi, sẵn có cút á mình hấp chung luôn ha. Bỏ vô một chút xả nè, chút tí hon lột xả cho anh nha. Lột xả nha. Ngũ vị hương đâu nè. Mình sẽ bỏ thêm một ít ngũ vị hương vào nha cả nhà. Mấy này mà không sạch thì bây giờ mình làm cho sạch nè.
À cả nhà ơi, mấy anh em mình đã làm xong cái phần chân gà với lại cánh với lại cút luôn rồi. Bây giờ mình sẽ đi ướp nha. Giờ mình sẽ làm cho ráo ráo chờ rồi mình ướp, mình để trong vòng cỡ 4-5 tiếng này cho nó thấm. Bây giờ là mới có 10 giờ rưỡi rồi, mình để cho tới 3 giờ mấy thì rồi mình bắt đầu thưởng thức cái món này nha. Đây là cái món hấp của mình. Trời ơi, bể rồi cả nhà ơi, bể rồi, còn quên nữa. Này Bin, cầm nè. Nó có màu cào. Thôi bỏ đi rồi. Ớt này chắc không cay mấy đâu mà sao. Chào cả nhà nha. À, cả nhà ơi, bây giờ là mình sẽ bắt đầu hấp cho cả nhà. Mình sẽ hấp món gà lên cho cả nhà cùng thưởng thức với mình nha. Trời cũng bắt đầu hơi chiều chiều rồi, bây giờ cũng 3:15-20 giờ rồi. Thôi bây giờ con cháu mình đi hấp gà nha. Cả nhà ơi, trời ơi xui quá, cả nhà đang bị cúp điện nữa, bây giờ mình phải làm sao hấp cái này đây. Đó. Ủa, cậu không lấy cái bỏ lửa hả? Nhà con có nồi hấp không? Chết luôn rồi, cúp điện rồi cả nhà, để mình suy nghĩ coi. Nó thấm lắm cả nhà, thấm quá trời, thơm quá. Rồi bây giờ mình sẽ khui ra cả nhà. Coi đã chín chưa nha mọi người. Nhìn khui ra nha. Rất là thơm luôn. Wow. Wow. Thơm. Trời ơi. Quá thơm cả nhà, thơm quá, thơm quá. Quá trời luôn, cái mùi ngũ vị hương cả nhà. Nó ra quá trời ngon luôn. Cho anh mình cái đũa cái thấy không? Vậy hả? Được cái dĩa thấy không ơi? Bây giờ mình sẽ lấy một cặp chân gà ra để cho ba mình nha. Để kiếm được chân nó ngon ngon á.
chân này đây. Để em lượn cặp chân gà ra để cho ba mình thưởng thức ăn ở nhà. Đây nè. Rất là thơm luôn. Thơm mũi thì ngon với mùi xả. Rồi. Rồi để em mình đưa vô cho ba mình. Để bốn cặp. Mẹ con muốn gì? Rồi mẹ con không ăn. Mẹ mình không ăn được cái nhà. Chỉ có ba mình ăn thôi. Đó, đưa vô bó kháng đi. Đây. Rồi bây giờ mình sẽ mời cả nhà cùng thưởng thức với mình cái món này nha. Bây giờ nó hơi nóng quá, chắc chờ một chút nữa đi. Xé đồ ra đi, ăn từ từ. Có cần lấy kéo không? Có. Dạ. Mày ba anh bóc mà cái đồ ăn cái chân trước đi. Mình để ăn cho ngon luôn ha. Mình mời cả nhà cái đùi nha. Đây là đùi cút. Mà ăn cái cánh rồi mới ăn. Cả nhà nha. Mình mời cả nhà ăn cái đùi cút với mình nha. Rồi. Trời ơi. Ngon không có nhà ai hiểu. Quá đã luôn nha. Mùi hương vô ăn nó thơm ghê, đúng không? Ăn cho mình lúc rồi. Trời ơi, ăn đấy. Nè cái nồng mùi ăn nha. Cánh nè. Trời ơi. Cầm cánh lên nhà gặm đi không? Đồ còn nóng không? Nó hơi nóng ở nhà còn nóng lắm. Cút mình ra ăn ngon. Cút ăn ngon nè. Quá trời. Cút này ngon nè. Quá đã. Được rồi, em cầm ra đây rồi em coi. Mà nóng ăn thịt đi, ngon ăn thịt ngon. Cút này ngon quá nhà. Nhìn từ từ giống như chuột kìa. Thịt chuột. Trời. Đảo quá. Mùi xả nồng lên thơm. Mùi xả vô thơm. Cái mùi xả vô nó thơm quá nha. Ngon quá, cái mùi gì cũng ngủ không? Mùi hương ngon. Ôi. Rất là thơm luôn. Mấy cái đùi vậy, cái đùi đẹp kia luôn. Đùi gì? Cái đùi, cái cánh á. Cây hả? Ờ, cây hả? Chút rồi luôn rồi.
đã luôn cả nhà. Độ quá đã quá. À, mình tính bỏ nước dừa vô mà nó kiểu như mình quên đó cả nhà. Mình quên nhưng mà thôi mình để vô luôn. Hả? À thôi bây giờ hẹn gặp lại cả nhà vào những cái clip sắp tới nha. Bây giờ bye bye nha cả nhà. No quá. Con cơm không? Không ăn cơm hả? Không ăn cơm hả?